điều cần lưu tâm khi đầu tư bất động sản. Chuẩn bị tài chính, thiết lập và nuôi dưỡng các mối quan hệ, kiên định với mục tiêu, giúp bạn thành công khi đầu tư bất động sản. Ông Nguyễn Chính Phương, Giám đốc Đào tạo, Tập đoàn Nhà phố Việt Nam, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản cho rằng, những người đang có ý định kinh doanh bất động sản cần nắm rõ một số vấn đề sau để đầu tư an toàn và sinh lời hiệu quả. Chuẩn bị nguồn lực tài chính đủ mạnh nhiều người lầm tưởng rằng ai cũng có thể đầu tư bất động sản thành công với tài chính ban đầu là con số 0. Nhưng trên thực tế, không có gì đảm bảo 100% rằng bạn chắc chắn sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên. Chuẩn bị một nguồn lực tài chính đủ mạnh để phòng tránh rủi ro để bạn được trải nghiệm mà không phải trả giá quá đắt. Ông Phương chia sẻ, nếu nguồn vốn lúc đầu hạn hẹp, bạn cũng có thể dùng đòn bẩy tài chính để đầu tư bất động sản, nhưng phải cân nhắc thật kỹ khi sử dụng phương pháp này, vì trên thực tế đã có nhiều nhà đầu tư tính toán sai lệch về dòng tiền, dẫn đến việc mua bán, vận hành bất động sản gặp nhiều khó khăn phương pháp này cũng gây phản tác dụng khi thị trường xuống dốc hoặc đang đóng băng khiến các nhà đầu tư mất trắng vỡ nợ đừng để cảm xúc chi phối các quyết định đầu tư hãy đảm bảo rằng cảm xúc của bạn được kiểm soát khi đưa ra quyết định đầu tư một khi thị trường nóng lên các bất động sản sẽ nhanh chóng được bán thị trường này sẽ tạo ra cảm giác cấp bách khiến bạn nôn nóng và quyết định xuống tiền cọc ngay ông phương chia sẻ có rất nhiều rủi ro nếu bạn quyết định đầu tư chỉ vì cảm xúc quá thích và chưa tìm hiểu kỹ về bất động sản đầu tư vào bất động sản chưa có sổ đỏ nằm trong dự án quy hoạch đều có nguy cơ khiến bạn mất trắng theo ông phương trước khi quyết định đầu tư bạn cần xem xét tất cả yếu tố liên quan đến ngôi nhà hay mảnh đất mà bạn muốn xuống cọc bạn cần kiểm tra tính pháp lý của bất động sản mức lợi nhuận tối thiểu và tối đa ngay khi thời điểm xuống cọc mục đích mua các vấn đề quy hoạch ở thời điểm hiện tại và tương lai diện tích thực tế so với diện tích trên sổ đỏ hãy luôn nhớ rằng trong đầu tư bất động sản sự bình tĩnh còn quan trọng hơn sự thông minh đừng bao giờ mua đất vì lý do cảm xúc để không phải trả giá quá đắt ông phương chia sẻ đừng vội từ bỏ công việc hiện có rất nhiều người quyết định nghỉ việc bỏ nghề để chỉ tập trung vào đầu tư bất động sản vì nghĩ rằng đầu tư bất động sản có thể giúp họ có cơ hội đổi đời và thu được siêu lợi nhuận ông phương cho rằng đây là một sai lầm đáng tiếc để thành công bạn cần có dòng tiền ổn định từ thu nhập hiện tại và khả năng sắp xếp xử lý công việc trong thời gian dài thành công không đến trong một sớm một chiều không nên bỏ việc ngay lập tức bạn cần được đào tạo và có kinh nghiệm trước khi trở thành nhà đầu tư bất động sản toàn thời gian thiết lập và nuôi dưỡng các mối quan hệ việc mở rộng và nuôi dưỡng các mối quan hệ là điều cần thiết trong lĩnh vực bất động sản vì giúp tăng khả năng tiếp cận các cơ hội tốt đánh giá các vấn đề ở góc nhìn khách quan và đa chiều hơn từ đó giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn thiết lập các mối quan hệ tốt đẹp không chỉ đơn thuần là tạo kết nối mà còn được hiểu là xây dựng nền tảng cho thành công lâu dài theo quan điểm của ông phương khi xây dựng mối quan hệ cần tập trung vào chất lượng thay vì số lượng bởi những mối quan hệ chất lượng sẽ đưa ra những lời khuyên chân thành hay những cố vấn tốt nhất cho bạn khi đầu tư và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn